xin kính chào quý khán giả đến với video mới nhất trên kênh của Lan thang vlog vào sáng nay sáng nay thì có một tin rất là bất ngờ nha cô chú anh chị đó là bác sĩ long đã chính thức lên tiếng chuẩn bị khởi kiện anh hề lê tím nha cô chú anh chị đó là những đoạn tin nhắn của bác sĩ long đã được hé lậu ra trong ngày hôm qua và chúng em tin rằng khi đọc được những cái tin nhắn này thì chúng ta rất là vui mừng vì bác sĩ long chuẩn bị cho tím hề biết đâu là lễ độ nha cô chú anh chị trong cái đoạn tin nhắn này thì bác sĩ Long đã yêu cầu Tiếm Hề phải lên tiếng đứng chính và bác sĩ Long cũng không muốn tri cùng đuổi tận đối với Tiếm Hề. Thậm chí là bác sĩ Long còn biết luôn cái visa của Tiếm Hề chừng nào hết hạn nữa nha cô chú anh chị. Và nếu như Tiếm Hề mà không lên tiếng đứng chính và xin lỗi bác sĩ Long thì coi như hắn ta chuẩn bị ăn đơn kiện nha mọi người. Và mới đây nhất thì Tiếm Hề cũng có lên tiếng và nói rằng mình đã bị bác sĩ Long đe dọa này kia. Nhưng mà thật ra thì đó là những tin nhắn rất bình thường như cô chú anh chị bác sĩ long chỉ lên tiếng yêu cầu là cái người nói không đúng về mình lên mạng đính chính lại và thông tin lại thôi chứ hoàn toàn không có phải là một cái lời đe dọa nào và chúng em tin rằng nếu như tiếm hề cứ cù cưa cù nhằn như vậy hoài không chịu lên tiếng xin lỗi thì những lá đơn gửi tới tận mặt và tiếm hề sẽ hết đường về mỹ nha cô chú anh chị có thể là trong thời điểm này tiếm hề ý lại rằng là hắn ta có quốc tịch mỹ cho nên có cái chuyện gì thì cũng không sao nhưng mà không nha cô chú anh chị dù cho quốc tịch nào đi chăng nữa thì cũng là sẽ bị liên đới trách nhiệm mà thôi ở tại việt nam mà phạm pháp là những cái chuyện sai trái thì vẫn bị pháp luật xử lý nha mọi người và chúng em mong rằng bác sĩ long phải làm thật mạnh tay lên để con người này một tên hết thời chuyên lên mạng chửi mướn chửi thì phải trả giá cho những cái hành động sai lầm của mình để hắn ta biết sợ mà không còn đem người khác lên mạng để công kích nữa chúng ta biết rồi bác sĩ long là một bác sĩ vừa có tâm vừa có tầm bác đã chăm sóc cho chú năm trong suốt thời gian bị bệnh nha cô chú anh chị và chính bác sĩ long là người đã chứng kiến nhiều những câu chuyện bên ngoài và cũng cũng như là trong nhà của hồng long nên mới lên tiếng bảo vệ hồng long nhưng không ngờ là bị tên Tiếm hề này đem ra công kích và biêu ríu nha cô chú anh chị và không ngờ Tiếm hề này lại nói không đúng sự thật về bác sĩ long cho rằng bác sĩ long đã nhận tiền từ một ai đó bên tim của số 5 để lên tiếng nói không đúng về vấn đề ADN thì đó là một hành động du khống trắng trợn nha cả nhà. Với một bác sĩ tiến tâm nổi tiếng như bác sĩ Long thì làm sao mà chấp nhận được một người như là Tiếm Hề đã liên tiếp nói không đúng về mình. Cho nên là bác sĩ Long làm gắt trong cái vấn đề này là một điều dễ hiểu nha cả nhà. Và tất cả chúng ta hãy mong rằng là chúng ta sẽ sớm đón một cái tin vui đó là một lá đơn và thẳng mặt tên tím hề này để hắn ta biết đâu là lễ độ nha cô chú anh chị. Bây giờ trở lại với cái tin hồi đầu mà chúng em có đề cập, đó là một kiếp nạn mới nhất của cô Hà Mã nha cô chú anh chị. Đây là tấm hình mà chúng em có xem được trên trang cá nhân của anh thám tử. Anh ta có đăng lên và nói rằng là cô Hà Mã dù bị bọn xấu ra tay và tôi lên án cái hành vi này. Nghĩa là cô Hà Mã đã gửi cho anh thám tử hình và cậu nói rằng là em mới bị tụi nó đánh bằng mặt. Và chúng em cũng không nghĩ là ai là người đã ra tay với cô này và cũng có thể là chồng của cô ta nhà cô chú anh chị biết đâu được là đã bị chồng đánh rồi chụp hình lại đăng lên du khống tố bên tim số 5 thì sao nha mọi người chúng ta cũng không trừ khả năng đó nhà cô chú anh chị chúng ta biết rồi trong thời gian vừa rồi thì cô hà mã với lê tím liên tục có những hành động thân mật với nhau đi đâu cũng cùng nhau hết và chụp những tấm hình tình tứ và nghe nói là chồng của cô hà mã này cũng đã lên tiếng răng đe tiếm hề rồi Và còn nói rằng Nếu như còn những hành động như vậy nữa Thì sẽ không để yên Và đúng như câu chuyện này Mình thấy là cô này bị đánh bầm mắt hết nha cô chú anh chị Và không biết là ai đã gây ra những cái câu chuyện này Nhưng nói gì thì nói Đây là một bài học nhãn tiền cho cô Hà Mã Để cô ta biết rằng Trong drama này Không phải là muốn nói cái gì thì nói Không phải muốn đem ai ra công kích cũng được đâu Phải biết giữ mình Và biết giới hạn Lại còn đằng này Cô ta đem hết người này người kia ra công kích Thậm chí những đứa con đã mất của anh Thư Sòn Cô ta cũng đem ra để mà nói luôn Thì đây là một cái quả báo của cô Hà Mã này nha mọi người Đúng là trong drama này không tin không được Tâm linh luôn luôn hiện hữu nha mọi người Bây giờ chúng ta sẽ cùng chờ xem Ai là người đứng phía sau cái việc cô Hà Mã bị tác động vật lý nha mọi người Và mình không biết là ai Và chúng ta phải chờ xem Thử là bên đó họ lên tiếng Họ nói rằng là cái diễn biến như thế nào thì mình chỉ thấy là một cái tấm hình như vậy thôi. Chỉ còn câu chuyện như thế nào và ra sao nông nổi như thế nào thì chúng ta chưa được biết nha cô chú anh chị. Và chúng em sẽ hóng thử để coi khi là tại sao nha cả nhà. Sau đó chúng em sẽ đăng lên. Chúng ta sẽ chờ xem được cái nguyên nhân gì sau mà cô Hà Mã ra nông nổi này nha cô chú anh chị. Đúng là quá đáng thương, quá tội nghiệp. Nhưng mà thôi kệ đi, đó là những cái nghiệp họ phải trả trong drama này nha cô chú anh chị bởi vì họ làm những chuyện xấu mà mọi người thì sau khi mà bị tím mắt và bầm miệng như vậy thì không biết là cô hà mã này còn dám lên livestream nữa hay không cái nhan sắc bình thường thì không được đẹp như người ta mà bây giờ lại bị tô điểm thêm những cái vết màu đỏ màu tím như vậy nữa thì đúng là quá tội nghiệp nha cô chú anh chị cô này thì mình nghĩ chắc là phải im hơi lặng tiếng một thời gian dài để mà dưỡng thương và để biết được là trong drama này thì không phải muốn nói cái gì mà nói đâu và bằng cách này hay cách khác thì cái nghiệp nó cũng sẽ đến già quật và một điều nữa đó là phải nhớ rằng phải biết giữ mồm giữ miệng thì đó là những thông tin bất ngờ về cô hà mã và sau đây là chúng em sẽ nói một chút về chị về nhà cô chú anh chị mới đây nhất thì chị ta có lên livestream và thông báo rằng ngày mốt chị ta sẽ cùng với ông sạc pin sang pháp để lưu diễn nhà cô chú anh chị và mình không biết là bầu show nào mời chị này và chuyến lưu diễn này có hay không hay chỉ làm một hành động diện cớ như vậy thôi để mà đi thôi và mình nghĩ là trong vấn đề này thì nó có liên quan đến vấn đề kiện tụng đó cô chú anh chị chắc chắn là cô này đang toàn tính những cái vấn đề gì đó nên mới cùng với ông sạc pin qua pháp gấp rút trong thời điểm này gấp đến nỗi mà cô ta đi dội đến mức là đi trước luôn cái đám tang của ông nội của mình tức là ngày 18 là ông nội của cô ta mới quả thiêu mà cô này thì đi vào ngày 16 nha cô chú anh chị rõ ràng cô này là có một sự tính toán rồi và phải chăng đây là một cái hành động trốn chạy nha cô chú anh chị chúng ta biết là bây giờ tòa án đã yêu cầu là cô này phải trả lại số tiền 89 triệu cho BH cho Hồng Loan mà cô này vẫn đang cụ cưa không muốn trả phải chăng là cô ta muốn bỏ trốn sang pháp luôn nha cô chú anh chị đây là một hành động cũng khá là bất ngờ và chúng ta sẽ cùng chờ xem là cô bé có thật sự là phải đi diễn không nha cô chú anh chị nó đi diễn cho sang thôi chứ thật sự là hát trong những cái tiệc cưới tiệc sinh nhật bên đó thôi chứ không có gì là to tá cả nhưng cô ta vẫn diện lý do để đi thì đây là một trong những cái hành động bất ngờ mới đây nhất thì bên nhóm của họ cũng có một cái buổi lên thăm mộ của chú năm nhưng mà đi vào ban đêm rất dần nhiều người đã bức xúc và phản đối là tại sao đi thăm mộ người thân mà lại đi vào ban đêm một cách nập mọc mờ lén lút như vậy và nếu như mình không có gì khuất tức thì tại sao lại không đi ban ngày và chị bè có lên tiếng nói rằng cái việc đi thăm ban ngày hay ban đêm đó là việc của chị ta và khán giả không cần quan tâm cũng như không có quyền lên tiếng nha cô chú anh chị thì đó là cái lời phản đáp cực gắt của chị Ba. đúng là những con người này bây giờ không còn tôn trọng khán giả nữa nha cô chú anh chị họ đáp trả sòng phẳng chứ không có một chút e dè nào họ thừa biết khán giả là những cái người nuôi họ cho họ cái nghề để mà sinh sống nhưng họ lại không tôn trọng khán giả thì cái việc khán giả họ tẩy chay là chuyện bình thường nha cô chú anh chị thì đây là một số thông tin mà chúng em đưa lên vào sáng nay và bây giờ chúng em xin kết thúc video này tại đây hẹn gặp lại ở những video tiếp theo